Nhảy. Ôi ơi, nó nhảy. Đụng cái con nó bắt đầu nó nhìn nó cứ nhảy đám vậy đó. Cá này khoái bài. À cho nó đi qua đây bớt hả? Đói qua nay còn sung dữ. Con đó là nó bị gù à. Nhảy kìa. Mà nhảy gì đâu. Không có chỗ đâu mà nhảy. Nhảy đi con. Nhảy đi. Đây, xe Honda chở cá. Lấy cái phi cắt ra làm đôi. Chở là gỗ bao. Rồi giờ còn có ông bắt hả? Rồi, cái ông áo vàng, ông áo vàng vàng đó, ông không bắt cá nữa. Trốn luôn hả? Đổ cá giống như đổ lúa. Cá vô bào giống như đổ lúa. Nhảy nhảy bành 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 luôn. Đó, nhảy nhảy. Đó. Hồ kia nhảy kìa.
vẹt, cá nhỏ, cá nhỏ và cá vẹt. Người ta phân loại ra để người ta bán nhiều khách hàng khác nhau. Cá cái chân lùa xuống vậy đó. Tranh thủ hả? Ra này được. Rồi. Cái đun dừa đó là ăn sống chứ cho nó lội nước mắm rồi quất thôi. Trời béo lắm à. Đun dừa lội nước mắm. Trời ơi, cắn kêu bập. Cá giống như chân lúa.
mắm hả? Cái này cá mà chưa thành mắm. Cá nhỏ là mắm rồi, kêu cá mắm hả? Kêu mắm hả? Cho ông đi tới qua Úc ở. Úc luôn. Lên kìa, đó. Rồi hai thùng đậy lại, hai bao đậy lại. Rồi bao thứ ba vô thùng nào?